Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kết đoàn chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, để phụ nữ tự tin phát triển kinh tế, làm chủ cuộc sống, các cấp hội phụ nữ đã tích cực triển khai nhiều giải pháp như hỗ trợ cây con giống, ngày công lao động, tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu, tạo việc làm và nhất là giải pháp hỗ trợ vay vốn ưu đãi phát huy được hiệu quả. Ngoài các nguồn vốn vay chính sách, trong 10 năm trở lại đây, nguồn vốn vay của Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển tỉnh Lào Cai cũng đã giúp hàng nghìn hội viên có thêm trợ lực để thoát nghèo làm giàu. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Năm 2013, Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển tỉnh Lào Cai được thành lập với phương châm hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận mà hướng tới góp phần xây dựng tổ chức và phong trào hội phụ nữ phát triển vững mạnh, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng và ổn định cuộc sống cho phụ nữ có thu nhập thấp, nâng cao năng lực của cá nhân, gia đình, cộng đồng và các đối tác tham gia quỹ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tròn 10 năm thành lập và đi vào hoạt động, Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển đã trở thành điểm tựa, là nguồn động viên giúp nhiều phụ nữ có điều kiện vươn lên hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi cây hoa bén rễ trên đất Phú Long 1 mang lại nguồn thu nhập khá cho nhiều hộ gia đình nơi đây, chị Phạm Thị Thu cũng mạnh dạn chuyển đổi gần một mẫu đất ruộng lúa sang trồng hoa cúc. Giữa lúc khó khăn vì giá vật tư phân bón tăng cao, gần 30 triệu đồng vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển đã giúp gia đình chị Thu duy trì mô hình trồng hoa đạt hiệu quả. Tôi trồng này nó đang cái thời điểm là rất cần vốn, này kể cả là 20-30 triệu đối với bọn tôi cũng rất là quý. Thì là lúc mình đang đầu tư này nó thiếu về giống này, về các phân thứ là bọn tôi đầu tư rất nhiều nên bọn tôi cần kể cả là 30 triệu hoặc 20 triệu bọn tôi vẫn quý. Vài năm trước vào thời điểm khó khăn, bà Vũ Thị Sa đã làm đơn và được vay gần 30 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ để đầu tư nuôi lợn gà. Đúng thời hạn, bà Sa đã hoàn tất trả nợ theo quy định. Nhận thấy phương thức cho vay trả góp này rất phù hợp với chị em phụ nữ khu vực nông thôn, bà Sa đã chia sẻ với các hội viên trong chi hội của mình. Nhiều những cái thành viên ở trong tổ vay vốn là họ cũng rất thích vay vốn này, tại vì họ trả góp ấy, họ không phải lo trả một cục, cứ mỗi tháng mà người ta trả số tiền từ 1 triệu, hơn 1 triệu đấy người ta có khả năng người ta trả. Thường xuyên là bây giờ trên nhóm Zalo là mình vẫn nhắc nhở chị em là trong cái hội viên của hội phụ nữ của mình, nếu ai có nhu cầu vay vốn của tháng này thì chuẩn bị làm hồ sơ để chuẩn bị về thẩm định và vay vốn của tháng này, hàng tháng vẫn nhắc như thế. Tại huyện Bảo Thắng đã có gần 300 thành viên tham gia vay vốn Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển. Nhờ làm tốt từ khâu truyền thông, khảo sát, lựa chọn, đồng hành cùng hội viên trong sử dụng nguồn vốn vay, nên nhiều năm nay không có hội viên chậm trả hoàn vốn. Không ít chị em đã thoát nghèo nhờ đồng vốn sinh lời. Bên mình là tín chấp, sẽ không cần cái thế chấp bằng tài sản gì cả, chỉ cần là niềm tin. Mình thẩm định thấy khả năng hoàn trả người ta có, là mình sẽ lên hồ sơ, lên danh sách để chọn, để có nguồn vốn để phát, để cấp cho người ta ấy, thì người ta phát triển kinh tế sẽ ổn định hơn. Những đồng vốn vay ưu đãi được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả đã và đang là trợ lực để cho hàng nghìn chị em phụ nữ tự tin phát triển kinh tế, lập nghiệp làm giàu. Đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện là nền tảng cho sự phát triển toàn diện bền vững của phụ nữ nông thôn Lào Cai. Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển tỉnh Lào Cai là mô hình tài chính vi mô đầu tiên của tỉnh Lào Cai. Với nguồn vốn ban đầu khi mới thành lập chỉ có 2,4 tỷ đồng cho 253 thành viên vay vốn tại hai phường của thành phố Lào Cai. Qua 10 năm, đến nay quỹ đang quản lý 1.672 thành viên với dư nợ trên 19 tỷ đồng. Những năm đầu thực hiện, quỹ triển khai một gói sản phẩm vốn vay hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình với mức vay tối đa là 9.412.000 đồng.
thời hạn vay tối đa 24 tháng. Đến nay, quỹ đang áp dụng 3 loại hình vốn vay. Vốn hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ nhỏ, hỗ trợ xây mới hoặc cải tạo sửa chữa nâng cấp nhà vệ sinh và vốn vay mua vật dụng trong gia đình với mức vay cao nhất là 28 triệu 100 ngàn đồng. Nhờ đó, các thành viên lựa chọn mức vay phù hợp với nhu cầu và khả năng hoàn trả của gia đình. Thời gian xoay vòng vốn nhanh hơn, các gói đã đáp ứng được nhu cầu của thành viên với món vay nhỏ, trả dần hàng tháng, phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình chị em có thu nhập thấp. Có những chị em là vay đến chu kỳ 6 rồi, chu kỳ 6, chu kỳ 7 rồi. Nói chung là chị em ta rất là phấn khởi được vay cái nguồn vốn này. Ở cái tổ dân phố của tôi là không có chăn nuôi mà chị em ta toàn kinh doanh thôi. Kinh doanh đi chợ đi búa và bán hàng tạp hóa ở chợ, bán quần áo rồi thì bán rau, bán thịt. Hiện tại quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Lào Cai có 17 cơ sở, trong đó thành phố Lào Cai 13 cơ sở, huyện Bảo Thắng 4 cơ sở. Từ 253 thành viên vay vốn ban đầu và 39 nhóm 13 cụm, đến nay quỹ đang quản lý 1.672 thành viên tại 17 cơ sở, 118 cụm với trên 327 nhóm. Quỹ đã cung cấp cho phụ nữ có thu nhập thấp các khoản vay vốn nhỏ với cơ chế thuận lợi, thủ tục đơn giản. Vay vốn theo cụm nhóm đã tạo điều kiện cho chị em chia sẻ kinh nghiệm, thay đổi cách nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế gia đình. Tiếp cận cái nguồn vốn của quỹ phụ nữ phát triển này thì một số chị em thì cũng rất là tự tin và cũng rất là xung phong xung kích đi đầu để mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng để đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ví dụ như là diện tích lúa thì có thể là một năm thì người ta được thu hoạch 2 vụ, tuy nhiên thì người ta cũng vẫn cứ vận dụng là thâm canh tăng vụ thêm một vụ màu nữa để hiệu quả kinh tế lại được nâng cao hơn. Thành viên vay vốn trong nhóm cụm đều có tinh thần đoàn kết, cộng đồng, trách nhiệm trong nhóm, bảo lãnh vốn vay. Đến nay, 98% chị em tại 17 xã phường thị trấn chấp hành tốt quy định hoạt động tín dụng, tiết kiệm của quỹ đề ra. 98% thành viên vay vốn trả vốn lãi, gửi tiết kiệm đầy đủ, đúng kỳ hạn. Có 95% chị em sử dụng vốn đúng mục đích. 100% đối tượng vay vốn là hội viên phụ nữ có thu nhập thấp, có nhu cầu vay vốn để buôn bán dịch vụ nhỏ và có nhu cầu cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh, mua máy lọc nước. Tất cả gốc lãi, tiết kiệm thu về quỹ đều cân đối cho quay vòng ngay, không để tồn đọng vốn. Ban quản lý quỹ cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn thành viên kỹ năng kinh doanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất. Qua khảo sát nắm bắt tình hình sử dụng vốn, quỹ đã giúp cho 1.672 thành viên được tiếp cận vốn vay lên mức sống trung bình khá, hỗ trợ 1.843 món vay xây mới và cải tạo công trình vệ sinh đạt chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường. Sau 10 năm thành lập, có rất nhiều xã phường, thị trấn, cụm trưởng, thành viên vay vốn tiêu biểu xuất sắc trong công tác quản lý, phát triển thành viên, hướng dẫn thành viên thành lập tốt quy định hoạt động của quỹ và sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả cao, lồng gắn các hoạt động của quỹ với các phong trào của hội tại địa phương như Hội Phụ Nữ thành phố Lào Cai, Hội Phụ Nữ huyện Bảo Thắng, Hội Phụ Nữ phường Pom Hán. Chủ yếu là những cái nguồn vốn này thì tập trung vào cái khu vực đó là cái chị em khu vực vùng khó khăn, đó là những cái xã trên địa bàn của thành phố. Thì nhiều chị em đã có những cái quy mô phát triển sản xuất từ quy mô nhỏ sang cái quy mô mô hình tổ liên kết và từ đó thì tăng thêm cái thu nhập cho cán bộ hội viên. Cùng với làm tốt công tác truyền thông, quỹ cũng cử cán bộ tham dự 15 buổi đối thoại với hội viên phụ nữ tại các cơ sở về các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, trong đó có các hoạt động tín dụng của quỹ. Đây là hoạt động rất thiết thực, giúp cho cán bộ quỹ, cán bộ hội và các thành viên vay vốn được chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra những kiến nghị giải pháp phù hợp với từng cơ sở, loại hình đầu tư vốn vay. Từ các hoạt động tuyên truyền đã giúp cho chị em có các kiến thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình, tăng cường xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường sống trong lành, góp phần giúp chị em phụ nữ nâng cao chất lượng cuộc sống. Cán bộ tín dụng cũng trực tiếp đi đến cơ sở để thăm nắm bắt cái mô hình phát triển kinh tế cũng như là cái thu nhập và cũng cái nhu cầu của hội viên phụ nữ, thì cũng cho họ những cái định hướng để họ phù hợp với lại cái mô hình phát triển kinh tế ở địa phương cũng như là cái khả năng mà sử dụng vốn vay hiệu quả. Sau 10 năm triển khai, quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển đã nâng cao năng lực cho các cấp hội phụ nữ trong phương pháp làm việc với phụ nữ nghèo, phụ nữ thu nhập thấp và phát triển cộng đồng.
hoạt động của quỹ đã góp phần thu hút hội viên, xây dựng phong trào hội vững mạnh, nâng cao uy tín của tổ chức hội trong việc tham gia thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, các hoạt động từ thiện nhân đạo, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trẻ em. Cán bộ hội các cấp có kinh nghiệm, kỹ năng quản lý, tín dụng, tiết kiệm theo mô hình tài chính vi mô. Chị em tự tin hơn, làm việc khoa học hơn, tập hợp thu hút hội viên ngày càng đông, tổ chức lồng ghép các hoạt động của hội trong hoạt động tài chính vi mô tốt hơn. Trong những năm tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng tiếp tục đổi mới cái hoạt động, cái quản lý cái nguồn vốn này như thế nào để nó có thực sự là hiệu quả, cũng như là gắn với cái việc chuyển đổi số, cũng như là có những cái phần mềm để cho quỹ quản lý được tốt hơn và chuyên nghiệp hiệu quả hơn nữa. Dựa trên các kết quả đã đạt được, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã xác định rõ định hướng phát triển cho quỹ trong 10 năm tới, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm như tiếp tục khai thác và kêu gọi sự tài trợ của các tổ chức doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài nước hoặc nhận sự ủy thác của họ để tăng nguồn vốn của quỹ hàng năm từ 1 đến 2 tỷ đồng, tăng cường mở rộng địa bàn và thành lập được một chi nhánh tại huyện Bảo Thắng, xây dựng chiến lược kinh doanh chung và dài hạn, xây dựng phần mềm quản lý tín dụng tiết kiệm. Để đạt được những mục tiêu đó, hàng loạt các giải pháp đã được đưa ra, như tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm và đa dạng hóa các loại hình sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của hội viên phụ nữ trong tỉnh, phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý bảo toàn và phát triển nguồn vốn vay của quỹ và việc mở rộng địa bàn phục vụ, tăng số lượng thành viên vay vốn, không để vốn tồn đọng thất thoát. Quý vị và các bạn thân mến, phụ nữ dân tộc Mông vốn rất giỏi trong việc tự thêu may trang phục truyền thống. Nhưng với chị Vàng Thị Bằng ở thôn vùng cao Thảo Chư Phìn, xã Thảo Chư Phìn, huyện Simacai, đã đưa việc làm rất bình thường này của phụ nữ Mông thành nghề chính của mình. Vừa làm giàu cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều chị em khác, chị còn lan tỏa giới thiệu được vẻ đẹp trang phục dân tộc mình tới bạn bè trên thế giới. Phần cuối chuyên đề, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự về người phụ nữ dân tộc Mông tiêu biểu này. Giỏi nghề may thêu, nhờ được mẹ truyền dạy và chịu khó học hỏi, chị Vàng Thị Bằng luôn khát khao làm hồi sinh nghề may trang phục truyền thống. Chị dồn hết vốn liếng, vay mượn thêm để mở cơ sở may thêu trang phục thổ cẩm. Các bộ trang phục làm ra được bán cho khách hàng trong huyện, trong nước và có cả khách hàng các nước Mỹ, Thái Lan hay Trung Quốc đặt mua. Nhà tôi đang làm trang phục truyền thống này để giữ lại bản sắc dân tộc truyền thống của mình. Tôi mong muốn đợt tới này các bạn khách quốc tế biết nhiều hơn và có nhiều doanh nghiệp về thu mua hơn. Nhận thấy nhu cầu của đồng bào ngày càng có xu hướng mua trang phục cách tân, chị Bằng cũng thuận theo thị trường tiêu thụ, sáng tạo các mẫu cách tân nhưng được phối bằng các phần thêu hoa văn truyền thống. Mỗi mẫu trang phục mới sau khi hoàn thiện, chị Bằng đăng lên các trang mạng xã hội để khách hàng góp ý. Trung bình mỗi năm, chị Bằng hoàn thành và bán vài trăm bộ trang phục thổ cẩm cho khách hàng. Ngoài 4 thợ may chính, cơ sở may còn tạo việc làm cho nhiều chị em khác trong thôn với mức thu nhập khoảng 5 triệu đồng một tháng. Quá trình làm việc với chị Bằng thì tôi có học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm để mình giữ gìn được cái thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình. Trong thời gian tới thì Hội Phụ nữ xã sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình may thổ cẩm tới các thôn khác để tạo thu nhập cũng như là giữ gìn bản sắc văn hóa cho các chị em và tạo công ăn việc làm cho các chị em phụ nữ trên địa bàn. Linh hồn, cốt cách của người phụ nữ Mông được thể hiện qua những bộ trang phục truyền thống. Và chị Vàng Thị Bằng, bằng việc làm cần mẫn sáng tạo của mình, đã và đang góp phần lan tỏa nét đẹp truyền thống ấy tới muôn đời. Tới đây thời lượng dành cho chuyên đề kỳ này đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.